Trần lụt những ngày 15 và 16 tháng 10 vừa qua đã gây thiệt hại khả năng về kinh tế của người dân vùng trũng huyện Quảng Điền. Trong đó nặng nhất là các mô hình cây trồng ứng dụng công nghệ cao, vốn được ưu tiên về chính sách trong phát triển kinh tế xã hội. Chính vì vậy, trong hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, các địa phương cần lưu ý có sự phân bổ hợp lý để duy trì và khôi phục sản xuất các mô hình trọng điểm. Cũng như nhiều nông dân khác, trần lũ vào cả ngày 15 và 16 tháng 10 vừa qua đã gắn tổn thất khả năng nề. Qua nắm bắt thông tin được biết, trận lũ vừa qua đã ngập lụt và làm chết hoàn toàn 500 gốc dưa leo đang cho thu hoạch trái và 1.000 cây cà chua đang đổ trộm bông. 7.000 cây hoa cúc phục vụ dịp Tết bị hư hỏng hoàn toàn. Ước tỉnh thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Theo ông Hoàng Công Thông, chủ mô hình trồng cây ứng dụng công nghệ cao cho biết, để tránh tổn thất do thiên tai gây ra trong mùa mưa lũ, gia đình đã áp dụng mọi biện pháp như kê cao giả thể đảm bảo không bị thiệt hại khi lũ ngang bão đồng ba nhưng trận lũ vừa qua vừa qua bão đồng ba nên toàn bộ cây trồng đã bị ngập lụt bị thiệt hại hoàn toàn trong thời gian tới để chuẩn bị cái giọng và để xuống vụ là cho kịp lại thời vụ trong vụ tết này thiệt hại ban đầu thì đối với hồ nông dân thì về nguồn vốn thì gặp rất nhiều khó khăn thì cũng mong rằng cấp trên cũng quan tâm để là hỗ trợ thì phần giống để gia đình là có cái cái bước đầu để mua chứ trồng lại và chăm sóc nhưng đảm bảo lại cây trồng. Quảng Thọ là địa phương bị thiệt hại lớn của huyện Quảng Điền về hoa màu trong cơn lũ vừa qua, ước ừ tính tổng thiệt hại hơn 500 triệu đồng, trong đó 30 hecta rau mã, 7 hecta hoa cúc, 1.500 gốc cây dưa leo, cà chua ứng dụng công nghệ cao và nhiều diện tích hoa màu khác thực hiện mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại địa bàn xã quảng thọ vừa tăng thu nhập vừa góp phần đưa địa phương trở thành xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới với những thiệt hại do trận lũ gây ra không những gây tổn thất về kinh tế của người dân mà còn gây khó khăn cho mục đích hướng đến đạt chuẩn nông thôn mới của chính quyền địa phương nhằm sớm ổn định cuộc sống người dân sau lũ xã quảng thọ đang phối hợp với các cơ quan cấp trên tìm hướng giải quyết giúp người dân ổn định sau lũ trên địa bàn xã cũng đã ảnh thiệt hại khả lớn về diện tích hoa màu của bà con dân. thì sau đợt lũ vừa qua thì ủy ban xã cũng đã tổng hợp và báo cáo lên cấp trên để có cái phương án xin hỗ trợ cho bà con thì đồng thời trong thời gian tới thì ủy ban xã cũng đã động viên bà con nhân những cái hồ mà thiệt hại thì cũng tranh thủ cải tạo và mua lại giống để xuống vụ cho kịp thời cho đợt phục vụ cho đợt tết vừa tới về lâu dài, người dân các địa phương sống ven sông Bồ rất cần các cấp các ngành cấp trên có chính sách gia cố, nâng cao các tuyến đê bao ngăn lũ, đồng thời tiến hành khắc phục các tuyến kênh mương nổi đồng bị hư hỏng để phục hồi sản xuất, ổn định cuộc sống.